Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 14 trong giáo trình Shinkansen Master N2. Bài số 14 có chủ đề là Keredo. Nếu như ta biết là Keredo chính là dạng thông thường của từ ngờ, đúng nhỉ? Có nghĩa là nhưng. Vậy thì tất cả các mẫu câu trong bài này nó đều mang tính chất là nhưng hoặc là dù. Thì chúng ta sẽ cùng xem là đấy là những mẫu câu nào và đặc điểm của nó là gì nhé. Mẫu đầu tiên, Nimo Kakawarazu. Các bạn lại bảo là thấy quen quen đúng nhỉ? Bởi vì chúng ta đã được học mẫu câu Ni Kakawarazu ở bài hôm trước rồi đúng không? Nó nghĩa là bất kể đúng nhỉ? Đấy không thì mẫu này của chúng ta không phải là bất kể nữa mà là mặc cho mặc dù cái điều đằng trước thì vẫn cái điều đằng sau như nào đó. Ví dụ này. Đây. Getsuyobi thì gì đấy? Ega càng nghi cự đi xem gì đây nhỉ? Đi xem phim đúng không? Kayobi thì gì nhỉ? Karaoke đúng nhỉ? Thì hát karaoke với nhau này. Đây. Suyobi thì nomikai. Đấy. 彼女は毎日遊んでいたにもかかわらず、テストで100点を取った。Cô ấy, mặc dù là hàng ngày đều chơi bời, đúng nhỉ, đều chơi. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà bài kiểm tra ấy, vẫn làm sao nhỉ? Vẫn giành được 100 điểm, đúng không nhỉ? Điều đằng trước ấy, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái kết quả đằng sau này cả. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu này nhé. Nếu như vậy thì các bạn có thể dùng rất là nhiều cái dạng khác như là ga hoặc là kedo, đúng nhỉ? Keredo, keredo mo no ni đều được hết. Dùng cái này nó mang tính chất cứng nhắc, trang trọng hơn và nhấn mạnh cái sắc thái là điều đằng sau không bị ảnh hưởng bởi điều đằng trước thôi. Đấy là cái cách dùng của chúng ta. Trong những bài này thì chúng ta không cố gắng chúng ta đi vào phân biệt chi li tiểu tiết. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sẽ thừa thãi, đi thi cũng không có những bài như vậy. Thậm chí trong giáo trình cũng vậy. Những cái nào mà chúng ta nhấn mạnh cái sắc thái sử dụng thì các bạn để ý cái đấy nhá. Chúng ta có cấu thành mẫu câu này này. Nó sẽ là danh từ cộng với Nimo Kakawarazu. Đối với các loại từ còn lại, chúng ta sẽ chia thể futsuke, thể thường, cộng với lại Nimo Kakawarazu, trong đó tính từ đuôi na sẽ là Dearu hoặc là danh từ là Dearu. Tsukaikata, cách sử dụng nhé. Thể hiện ý làm điều gì đó mà không bị ảnh hưởng bởi điều gì đó phía trước. Đây, cái quan trọng của cái mẫu câu này đấy là làm điều gì đó này mà không bị ảnh hưởng bởi điều gì đó phía trước. Đấy. Làm điều gì đó mà không bị ảnh hưởng bởi điều gì đó phía trước nhá. Ví dụ như đây này. Vẫn ok lấy được 100 điểm mà không hề bị ảnh hưởng bởi cái việc là hàng ngày ngày nào cũng chơi, đúng không? Tiếp theo, thể hiện toàn thể câu thể hiện cảm giác bất ngờ, ngạc nhiên. Bất ngờ này, ngạc nhiên, đúng không? Bất mãn, phư man, thất vọng. Và kari, đúng không nhỉ? Toàn cái câu này nó thể hiện cái điều đấy. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Toàn cái câu này thể hiện cái việc gì đấy, một cái việc rất là bất ngờ đúng không? Cô con bé nó chăm học vậy thì nó được, con bé nó toàn có đi ăn đi chơi, lúc nào hai đứa cũng có nhau thì nó được 100 điểm, còn mình cũng đi cùng nó mà được có 35 điểm đấy. Thì để thể hiện gì đây nhỉ? Để thể hiện cái sự ngạc nhiên của người này nhá, có thể là có một chút gato trong đó đấy. Về phía sau không dùng động từ thể hiện ý hướng của người nói hoặc câu kêu gọi hành động đấy. Về sau này nó không dùng động từ thể hiện ý chí của người nói hoặc câu kêu gọi hành động. Tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? À, mẫu câu này mang tính chất cứng, hiếm dùng trong đời sống. Nếu mà dùng trong đời sống ấy, thì các bạn có thể dùng những cái dạng khác đơn giản hơn như là ga, kedo hoặc là no ni, đúng nhỉ? Đấy, bởi vì những cái đấy là đã đủ để thể hiện cái bản chất của gì đấy, của cái câu văn rồi. Thế nhưng tất nhiên là nó không gì đấy, nó không nhấn mạnh đấy bằng những cái gì nhỉ, bằng những cái dạng mà chúng ta học về sau. Tại sao càng lên cao càng phải học thêm? Bởi vì là chỉ những cái mẫu câu học thêm nó mới thể hiện đầy đủ cái gì nhỉ, đầy đủ cái tính chất của mẫu câu đó mà những cái trình độ trước nó chưa có nhá. Chúng ta vào phần debut câu đầu tiên. Suido koji no hito tachi wa Waru tenko ni mo kakawarazu sagyo tsuzuketeiru, là các công nhân đúng nhỉ? Hitotachi, những cái người mà đang thi công cái suido, cái hệ thống nước máy ấy. Mặc cho thời tiết xấu đúng nhỉ? Cho dù thời tiết xấu, họ vẫn tiếp tục công việc. Đấy, họ vẫn làm đằng trước đằng sau này mà không bị ảnh hưởng bởi điều đằng trước. Nakamura sensei wa o isogashii ni mo kakawarazu kokoroyoku boku no report o check shite kudasatta. Thầy Nakamura ấy, mặc dù rất là bận rộn đúng nhỉ, thế nhưng cái việc bận rộn đấy nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà thầy
check cái báo cáo cho tôi ở đằng sau một cách rất là sẵn sàng, sẵn lòng. Câu số 3. Ashio itameta ni mo kakawarazu, Murata senshu wa marathon course wo saigo made hashita, là mặc cho sẽ làm cho cái chân bị đau, đúng nhỉ? Mặc dù làm cho chân bị đau, thế nhưng mà cái vận động viên Murata này cứ vẫn gì nhỉ? Vẫn chạy đến cuối cùng của chặng marathon, đúng không? Đấy, đấy là cái mẫu câu đầu tiên của chúng ta. Mẫu câu số 2. Monono toa yu monono, có nghĩa là mặc dù. Chẳng hạn vào ngày sinh nhật, đúng nhỉ? Tanjobi ni, đúng nhỉ? Haha kara tokubetsu na prezento morata. Totemo kirei na bag, đúng không? Vào cái ngày sinh nhật thì được một nhận được từ mẹ một cái túi rất là đẹp, đúng không nhỉ? À, arigato doitashimashite. Hoshi kata bag wo kate moratta monono. Mặc dù được mua cho một cái túi mình mong muốn, thế nhưng mà sợ xách đi, đúng nhỉ? Thì mưa to, nó ướt, nó hỏng, nó mốc, nắng nó giòn, nó gãy, đúng không? Phai màu. Cho nên là mada ichido mo tsukatte inai. Thế nhưng mà sao nhỉ? Vẫn chưa có một lần sử dụng. Đấy. Thì nó đang trái ngược nhau giữa cái gì nhỉ? Giữa cái sự thật đằng trước và cái kết quả đằng sau. Nếu như cái việc đằng trước ấy, sự thật đằng trước là được mẹ mua cho một cái túi mình muốn có, thì kết quả đằng sau phải suy ra là à, mình muốn có như vậy rồi thì mình sẽ phải sử dụng, đúng không? Không nhiều thì ít. Vậy mà sao kết quả đằng sau lại trái ngược với lại những điều mà chúng ta tưởng tượng ra? Vậy thì để thể hiện cái sắc thái đằng trước là sự thật và đằng sau là một cái điều mà không đúng theo những gì mình tưởng tượng ra từ sự thật đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu monono nhé. Đấy. Hoặc này, hai anh em thích nấu ăn, đúng không? Và đã mở nhà hàng Gambaro, cố lên. Thế nhưng mà thực tế thì chả có khách nào, đúng không? Chả có ma nào. Open shita monono kyaku ga hitori mo konai janai ka. Chẳng phải là dù đã mở cửa hàng thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà khách vẫn chả có một người nào đến. Thì thông thường là từ cái việc mà chúng ta mở cửa ra, thì mở cửa hàng ấy, là sẽ phải nghĩ đến cái việc là khách sẽ đến, đúng không? Thế nhưng đây lại hoàn toàn trái ngược với nó nhá. Thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu này. Cái này bị sai mất rồi. Cái này không phải là, cái này là chưa sửa trong cái phần tôi yêu bà hôm trước. Rồi các bạn chờ một chút nhá, xem lại trong giáo trình xem là cái phần đi với lại monono sẽ là chia như nào. Thực ra là cái này cũng khá là khó nhớ, không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ được. Đầu tiên này, đối với lại monono thì chúng ta sẽ chia như nào nhỉ? Chúng ta sẽ chia là động từ ở thì thông thường, ở thể thông thường futsuke này, futsuke thể thường. Đối với lại tính từ đuôi na, các bạn sẽ bỏ đà cộng với na. Danh từ n sẽ là daru cộng với monono, cộng với monono. Thứ hai, nếu đi với gì nhỉ? Nếu mà đi với toa yu monono ấy, thì các bạn sẽ để dưới dạng danh từ này, danh từ cộng trực tiếp, hoặc là thể futsuke thể thông thường. Trong trường hợp là ana, các bạn để đà hoặc bỏ đi đều được, cộng với toa yu monono. Đấy là cách chia nhá, các bạn dùng cái nào cũng được. Cách sử dụng này nó thể hiện ý ấy, không xảy ra điều đúng như tưởng tượng rằng đương nhiên sẽ xảy ra. Đây, nó không xảy ra một cái điều đúng như tưởng tượng rằng đương nhiên sẽ xảy ra. Đấy. Những cái ví dụ ở trên chúng ta đã lấy rõ rồi, đúng không? Ví dụ như là sự việc đằng trước là đi chơi suốt, đúng nhỉ? Suốt ngày đi chơi, vậy mà kết quả lại giành được 100 điểm. Cái kết quả đấy nó hoàn toàn nó không giống như những gì mình tưởng tượng, đúng nhỉ? Do cái việc mà đi chơi nhiều như thế. Tiếp theo, cô đi kèm với những từ thể hiện sự thật, sự việc có tính
xác thực cao. Tức là về trước ấy, nó sẽ là những từ thể hiện sự thật nhá. Đi kèm này, thể hiện sự thật này, tính xác thực cao này. Vế sau là các câu mang ý nghĩa có vấn đề nào đó hoặc không đúng như tưởng tượng. Vế sau ấy thì nó là các câu mang ý nghĩa có vấn đề nào đó, vẫn còn vấn đề nào đó còn tồn tại hoặc là không đúng như tưởng tượng. Và không đi kèm với các câu kêu gọi hành động, các mẫu câu kêu gọi hành động như là te kudasai, te itadakimasen ka, rồi masen ka, vân vân. Mẫu câu này cũng khá là cứng và ít dùng trong giao tiếp hàng ngày so với ga keredo, keredo mo, rồi thì no ni, đúng không nhỉ? Đây ví dụ này. Ashita no tenki desu. Kanto chihou wa hareru monono kaze ga tsuyoi tame samuku kanjirareru deshou. Đây là thông tin thời tiết ngày mai. Vùng Kanto ấy, dù nắng, đúng không? Mặc dù nắng, thế nhưng vì gió thổi mạnh nên có thể vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Thì sự thật là vùng Kanto sẽ nắng, đúng không nhỉ? Đây là một thông tin người ta đưa ra, có thể là cái tính xác thực rất là cao. Đấy, thế nhưng mà thông thường là trời nắng đẹp như vậy thì chúng ta sẽ phải cảm thấy không nóng thì cũng phải gì nhỉ? Phải ấm áp. Thế nhưng mà đằng sau lại là cảm thấy lạnh. Đấy, vậy thì rõ ràng là cái điều đằng sau này nó trái với lại những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra được từ cái điều đằng trước, đúng không? Thì nhấn mạnh xác thực đến chúng ta sẽ dùng từ monono nhé, ngữ pháp monono. Câu 2 này. Kokana kimono kata monono kiru chansu ga nai. Mặc dù đã mua bộ kimono đắt tiền thế nhưng mà vẫn chưa có cơ hội mặc. À, mua bộ kimono đắt tiền ấy thì phải nghĩ là thích lắm mới bỏ tiền ra mua như vậy, thì phải là hay mặc, thường mặc để đi khoe rồi thì nọ kia, đúng không nhỉ? Thế nhưng đây lại không. Vậy thì chúng ta cũng sẽ sử dụng trong cái trường hợp này để thể hiện cái sắc thái là cái điều đằng sau nhá, nó trái với những gì chúng ta tưởng tượng được từ cái về trước. Fukeki to wa iu monono hitobito no kanjo wa akarui. Dù suy thoái kinh tế nhưng biểu cảm của mọi người vẫn rất là rạng rỡ. Kiểu nghĩ đến suy thoái kinh tế là tưởng là gọi gì nhỉ, một năm kinh tế buồn, mọi người đều ảm đạm, đúng không? Không ai thiết tha gì, thế nhưng mà đây vẫn thấy vui vẻ lắm, có thể sống không cần tiền, không cần nhiều tiền cũng được. Thì đằng sau là cũng là một cái điều khác với điều tưởng tượng được ra nếu như nhìn nhận từ sự thật đằng trước nhá. Câu 2 này, câu 3 này. À đây phải là câu 4 đấy chứ nhỉ. Shujutsu wa seikou shita to wa iu monono mada shinpai desu. Dù ca phẫu thuật đã thành công rồi thế nhưng tôi vẫn thấy lo. Thì bình thường nếu mà nói là phẫu thuật thành công, đúng không, thì cần gì phải lo nữa, không có cái gì thành vấn đề cả. Thế nhưng mà đằng sau lại là một cái điều ngược lại so với lại cái điều phía trước này. Đấy, thì để thể hiện cái tính chất đấy chúng ta sẽ sử dụng monono hoặc là toa yu monono nhé. Tiếp theo, ngữ pháp số 3 là nagara hoặc nagara mo, nghĩa là dù. Ví dụ này. Đây là hai cô gái đến một nhà hàng để ăn, đúng không? Gặp một anh chàng rất là cơ bắp. Okekusama, kyou ni kagitte tokubetsu na seto go junbi shimashita. Okuchi ni au ka dou ka. Là gì nhỉ? Chúng tôi đã chuẩn bị một cái set rất là đặc biệt dành cho chỉ riêng hôm nay thôi, thưa quý khách. Không biết là quý khách có vừa miệng không nhỉ? Hai totemo oishii desu yo. Mecha umai. Vâng, rất là ngon. Đúng nhỉ? À. Senshu kono mise ni kinagara koko ni konna suteki na hito ga iru to wa zenzen ki ga tsukenakata. Mặc dù tuần trước tớ đã đến đây thế nhưng mà tớ hoàn toàn không có nhận ra là ở đây lại có cái người tuyệt vời như vậy, đúng không nhỉ? Đấy, chỉ ham mê chai gim, chai cơ bắp, chai sáu múi. À, ototoi kono mise ni tenkin shita rashii yo. Atashi wa ototoi kino mo kita yo. À, hôm nghe nói là chuyển đến đây từ hôm kia đấy, đúng không nhỉ? Hôm qua rồi hôm kia. Ngày mai, đúng không nhỉ? À, atashi là xin lỗi, không phải là ngày mai mà tớ, đúng không nhỉ? Tớ ấy, hôm kia rồi hôm qua cũng đến đây. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng mặc dù là gì đây nhỉ? Mặc dù là người này đến cái cửa hàng này nhưng sao? Nhưng vẫn không hề nhận ra cái điều này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái trường hợp gì nhỉ? Chúng ta cũng sẽ, có thể sử dụng cái nagara mo trong trường hợp này. Cái nagara này nó không phải là vừa mà chúng ta được học ở trong trình độ N4 đâu nhá. Đấy. Hay là cái mẫu nagara mà chúng ta học ở mấy cái bài đầu tiên ở trong N2 đâu, không phải. Đây nó nagara này mang nghĩa là dù. Hoặc này. Yoroshiku onegai shimasu. Baito no mensetsu ni ita ga. Mặc dù đã đi gì đây nhỉ? Đã đi phỏng vấn ấy. Zanen nagara fusayo ni
Fusayodata. Dù tiếc, đúng nhỉ? Dù tiếc nuối thế nhưng mà mình trượt mất rồi. Thì cái Janenagara này là gần như cái cụm cố định. Cái cụm gọi là mang tính chất kanyoteki ấy, mang tính chất quán ngữ, được dùng khi các bạn bắt đầu một cái việc gì đấy không mong muốn thì bạn có thể nói là Janenagara nani nani gì đó, đúng nhỉ? Thật là không, thật là đáng tiếc, lại đằng sau lại một cái điều không tốt. Đấy, đấy là cái cách sử dụng của mỗi câu này. Vậy bây giờ chúng ta đi vào chi tiết này. Cách cấu thành của mỗi câu này như sau. Động từ chúng ta sẽ bỏ matsu cộng với nagara hoặc nagara mo. Để như này có nghĩa là có thể bỏ hoặc là để. Ai, đúng nhỉ? Ai có i cộng với nagara mo. Ana các bạn sẽ để là de-ari hoặc là danh từ cộng với de-ari cộng nagara mo. Cách sử dụng này thể hiện ý từ trạng thái phía trước nhưng lại không xảy ra điều đúng như tưởng tượng. Đây, từ trạng thái phía trước nhưng phía sau lại không xảy ra điều đúng như tưởng tượng. Nếu như vậy thì thấy nét nghĩa này nó cũng gần giống như là từ monono, đúng không? Thế nhưng monono đằng trước nó thông thường nó không nhấn mạnh đấy là trạng thái, mà monono đấy là một jijitsu, một sự thực. Còn cái thằng này thông thường nhấn mạnh rằng rằng đó là trạng thái nhé. Thứ hai này, đa số vế trước đi với các câu biểu thị trạng thái. Câu biểu thị trạng thái là câu như nào? Là câu danh từ, câu tính từ, câu động từ trạng thái như động từ aru, iru, wakaru, dekiru, naru, vân vân. Thường là như thế. Tất nhiên vẫn có trường hợp là động từ, thế nhưng mà thông thường nhất là đi với những câu diễn tả trạng thái. Vế sau thường đi kèm với các biểu hiện diễn tả tính đánh giá thấp. Về sau nhá. Thông thường ấy nó sẽ đi với những biểu hiện diễn tả sự đánh giá thấp. Đấy. Chủ ngữ của hai vế trước sau phải giống nhau. Đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý, đúng nhỉ? Chủ ngữ hai vế giống nhau. Ví dụ này, câu đầu tiên. Mainichi kono michio tōteiru nagara koko ni konna suteki na mise ga aru to wa ki ga tsukenakata. Dù mỗi ngày tôi đều đi qua con đường này, thế nhưng mà tôi đã không hề nhận ra là gì nhỉ? Là có một cái cửa hàng tuyệt vời như thế này ở đây. Đấy, đây là cái gì đây? Thực ra cái việc đi trên cái con đường này nó cũng không gọi là trạng thái, thì cũng không phải là đúng, nó cũng là một động hành động, đúng nhỉ? Cho nên người ta mới bảo là nó mới bảo là thình thường là như thế, thường là câu trạng thái. Đa số là câu trạng thái chứ không phải là toàn bộ là câu trạng thái hết nhé. Mặc dù điều đằng trước là như này nhưng đằng sau là gì đây nhỉ? Đằng sau là một cái đánh giá thấp bởi vì mình đã không nhận ra cái điều đấy. Câu 2. Semai nagara mo niwa ga aru no de watashi wa hana o sodatete tanoshinde imasu. Có nghĩa là vì có vườn dẫu nó hơi hẹp cho nên là mỗi ngày tôi đều tận hưởng cái thú vui chăm sóc hoa, đúng nhỉ? Đây thì đúng là trạng thái rồi. Tiếp theo này, ano ko wa kodomo nagara shakai no ugoki wo yoku shite imasu ne. Dù còn là trẻ con ấy nhưng cái đứa trẻ kia nó hiểu khá rõ về sự vận động của xã hội đấy chứ nhỉ, đúng nhỉ? Đấy. Nói chung là những cái này các bạn có thể thay thế được bằng mấy cái ngữ pháp đã học ở các cấp dưới nhá. Như ga rồi thì no ni vân vân. Thế nhưng mà khi đó thì nó sẽ không còn thể hiện, không còn nhấn mạnh vào những cái điều đằng trước. Đó là gì đấy? Đó là trạng thái đằng trước là trạng thái, đúng nhỉ? Đấy, rồi thì chủ ngữ hai vế trước sau giống nhau. Rồi thì vế sau diễn tả những cái đánh giá thấp. Đấy thì ở những cái dạng khác thì nó sẽ kém kém cái tính chất đấy đi một chút. Mẫu câu số 4. Tsuzu mo nghĩa là dù hoặc là dẫu. Ví dụ này. Ten ten, đúng nhỉ? Đây là một cái purin, bánh pudding. Oishi, rất là ngon. Watashi no purin wa shiranai. À, có biết cái pudding của mình đâu không? Shiranai yo, ở không biết. Dai ác cự càng, cảm giác dai, dai là chữ tội, ác cự là chữ ác và càng là chữ cảm giác có lỗi, cảm giác tội ác, đúng nhỉ? Warui to shiri tsutsu uso tsuite shimatta. Là dù biết là không tốt, dù biết là tệ, thế nhưng lại lỡ nói xấu mất, đúng không nhỉ? Đây, rõ ràng là tự mình ăn cái bánh của bạn, đúng không? Ăn bánh pudding của bạn, thế mà lại chém gió bảo là không biết. Đấy, dù biết là không tốt, dù biết là xấu, thế nhưng lại lỡ nói dối mất. Đấy là cái cách dùng của một cái ví dụ của ngữ pháp tư sự nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Chúng ta sẽ có cái thằng này đi với gì nhỉ? Đi với V. V mát sự bỏ mát cộng với tư sự hoặc là tư sự mộ. Như này là cũng có thể như là bỏ đi cái trợ từ mô này. Vậy thì các bạn còn nhớ cái ngữ pháp tư sự hay là nagara chúng ta được được học ở phần những phần trước không? Thì tư sự nó cũng diễn tả cái việc là tiến hành đồng thời hai cái, đúng nhỉ? Thì trong trường này cũng vậy.
nó cũng khá là giống cái Nagara kia, mà với nghĩa là mặc dù cho dù thế nhưng mà nếu như Nagara có thể đi với lại nhiều thằng khác như là AI hay là Ana danh từ, thì cái thằng Tzu chỉ đi với động từ thôi đấy, và động từ của nó cũng giới hạn chứ không phải là mọi thứ như là cái thằng Nagaramo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp này. Thể hiện ý, hành động phía sau khác với những suy nghĩ trong lòng. Hành động phía sau này khác suy nghĩ trong lòng đấy. Vậy thì đằng trước ấy, đúng nhỉ, đằng trước cái từ tư tư này nó phải là những cái diễn tả cái cảm xúc nội tâm đúng không, những cái động từ mang tính chất nội tâm hoặc là hoạt động ngôn ngữ đấy, thường đi kèm với những động từ liên quan đến hoạt động ngôn ngữ đấy. Cái này là cái rất là đặc biệt, rất là quan trọng nha. Hoặc là nội tâm, nói, nghĩ, biết. Trong thực tế hầu như cũng sử dụng những động từ này là chính. Tức là sao? Tức là khi sử dụng mỗi câu này ấy, thì nó cố định với lại một số cái cách dùng rồi, chứ không, các bạn không có dùng linh tinh, không có dùng thay động từ bất kỳ. Ví dụ nó cố định nhất là hai cái đó là shiritsu, đúng nhỉ, dù biết là, và cái thứ hai là omoi, cho dù nghĩ là. Đấy, đấy là hai cái mà được dùng nhiều nhất. Ngoài ra có thể có từ i, dù nói là này, hay là gì nhỉ, hay là kini shitsu, dù lo lắng là. Đấy, đấy là một số cái cách mà chúng ta dùng, có thể thêm từ mô đằng sau nhá. Thì gần như là trong đời sống hàng ngày dùng nhiều nhất là bốn cái này thôi, trong đó là hai cái đầu tiên là được dùng cực nhiều, chứ còn người ta không có dùng mấy cái động từ khác, động từ thường thường ví dụ như là ikitsutsu đâu. Đấy, về sau là không, về sau không đi kèm các biểu hiện diễn tả suy đoán ý hướng. Về sau làm sao đây nhỉ, về sau nó không đi kèm với những biểu hiện suy đoán ý chí nguyện vọng của người nói cũng như câu kêu gọi đối phương hành động nhá. Vậy thì ở đây nó diễn tả, nó có cái gì nhỉ, nó có cái câu diễn tả suy đoán đúng không. Vậy thì những câu, mẫu câu nào là diễn tả suy đoán, đây coi như là ôn lại cho các bạn. Mẫu câu diễn tả suy đoán ấy là những cái mẫu câu ví dụ như là desho này, đúng nhỉ, kamoshirenai, gì nữa, has, chắc chắn này, wakeganai, vân vân, còn nhiều nữa nhưng mà nói vài cái này nhá. Ôn tập luôn ý chí nguyện vọng, đó là thể gì nhỉ, vetai, muốn làm gì đúng không, rồi gì là veyo, đúng nhỉ, thể ý chí, thậm chí là động từ veru ở thể hiện tại đúng nhỉ. Những động từ mang tính ý chí thì nó cũng thể hiện rằng đấy là cái thể hiện cái ý chí của người nói, bởi vì người ta bảo là người ta sẽ làm cái đấy mà. Câu kêu gọi là hành động từ đối phương sẽ là gì đây, VT kudasai, gì nữa nhỉ, vemasen ka, và nói chung là nhiều lắm đúng không, VT hoshi chẳng hạn. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta lưu ý nhá, thì không đi kèm với lại trong mẫu câu với chữ sumo này. Tiếp theo, hai vế trước và sau cùng chủ ngữ thì cái này tương tự như là Nagara, Nagaramo rồi. Các bạn cùng xem các ví dụ trong giáo trình. Câu đầu tiên. Hayaku henji o kakanakereba to kinishitsu mada kaite inai. Dù lo rằng gì nhỉ? Dù lo rằng phải viết phản hồi sớm thôi, nhưng sự thật là vẫn chưa viết, đúng nhỉ? Đấy, đằng trước ấy là gì đây, là các bạn có cái động từ kinishimasu, có nghĩa là để ý, để tâm, lo lắng. Lo lắng là phải viết sớm cái phản hồi cho người ta, vậy mà thực tế là sao? Hoàn toàn khác với lại những cái suy nghĩ như vậy. Nghĩ là như thế thôi nhưng mà có làm theo như vậy đâu đúng không? Có viết đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nhá. Câu số 2 này. Kiken da to shiritsutsu gì nhỉ? Yamamichi o nobori tsuzuketa. Tsuzuketa. Dù biết là nguy hiểm ấy, thế nhưng mà vẫn tiếp tục leo núi. Nghĩ đằng trước một đằng, làm đằng sau một nẻo đúng nhỉ? Biết là nguy hiểm thế nhưng mà vẫn là sao đấy? Vẫn tiến hành tiếp tục leo núi. Đấy, các bạn thấy động từ là động từ shiru, động từ biết dùng là shiritsutsu. Câu số 3 này. Karada ni yokunai to omoitsutsu mo mainichi instant shokuhin bakkari tabete imasu. Là gì nhỉ? Dù biết là gì đây nhỉ? Dù biết là không tốt cho cơ thể, thế nhưng
lại làm cái hoàn toàn ngược lại với lại cái điều đằng trước. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà vẫn cứ hàng ngày vẫn cứ ăn toàn những cái thực phẩm ăn liền, đúng nhỉ, những cái đồ ăn liền. Đấy, thì mọi người lưu ý là người ta chỉ gần như là dùng cố định với lại những cái gì đây nhỉ? Những cái động từ như là shiri tzu, omoi tzu, ii tzu, kinishi tzu nhá. Đấy. Tiếp theo, mẫu số 5, toi temo, dù nói là. Ví dụ đây có hai cô bạn này, cô này bụng hình quả lê đúng nhỉ, đang nói là ima daeto shiteru no, là gì nhỉ? À bây giờ tớ đang ăn kiêng đấy. Gambare, cố lên. Ngày hôm sau, tsugi no hi này, tự nhiên thấy này, đang ăn cái này đúng không? À đấy, daeto. Kìa, thế cái việc giảm cân thế nào rồi? Daeto shiteru to itemo keiki o yameta dake da yo. Là gì đây? Cho dù nói là đang ăn kiêng, thế nhưng mà chỉ là bỏ món gì nhỉ? Giảm món bánh ngọt đi thôi. Puri wa ino, cái bánh pudding thì được, thì ok đúng nhỉ? Vậy các bạn thấy rằng rõ ràng là đằng trước ấy nói là một 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 cái, thế nhưng mà mức độ của nó không đạt được như những gì mà chúng ta tưởng tượng đúng không? Đấy, nghĩ đến ăn kiêng tưởng là phải bỏ hết những cái món có đường rồi thì những cái món giàu calo, thế nhưng mà lại chỉ có bỏ mỗi món bánh ngọt còn vẫn ăn pudding, vẫn ăn những cái khác ầm ầm thì không thể, đối với mình thì không thể được gọi hoàn toàn là đã ăn kiêng được. Thì để thể hiện cái điều đấy thì ngữ pháp toi temo nó sẽ dùng nhá. Cái mẫu câu này thì nó được dùng trong đời sống khá là nhiều so với lại những cái mẫu câu khác mà các bạn học từ nãy đến giờ. Do vậy các bạn cố gắng quan sát để có thể hiểu được bài. Hoặc là đây này. Đây là gì nhỉ? Yukiko-san này. Suzuki-san, kiita yo. Atarashii ie o tateta ne. Này Suzuki, tớ nghe rồi đấy. Cậu xây được nhà mới rồi à? Ế? À, ie to itemo. Inu no ie nan dakedo ne. Là gì nhỉ? À, dù nói là nhà nhưng mà nó là nhà của con chó ấy mà, đúng không? Thì các bạn thấy rằng rõ ràng là đằng đằng trước người ta nói một câu chuyện, đúng nhỉ? Bảo là à, dù nói là nhà đấy nhưng mà cái mức độ nó đâu có được như người 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 này nghĩ đúng không? Cái người nghe này đang nghĩ không phải là một ngôi nhà hoa to hoành tá tràng gì mà chỉ là một cái nhà của con chó thôi, cái một cái chuồng chó thôi. Đấy, đấy là hai cái ví dụ để chúng ta hình dung rõ hơn về mẫu này nhá. Về setsuzoku cự về cái cấu thành này, mẫu này sẽ đi với danh từ cộng toi temo hoặc thể futsuke cộng với toi temo. Đấy. Nó thể hiện ý này, khác với hình ảnh tưởng tượng ra từ sự thực phía trước. Đằng trước là một cái sự thực, trước cái tôi temo là một sự thực, thế nhưng mà đằng sau đưa ra một cái hình ảnh nó khác với cái đấy. Và cái quan trọng đấy là khi nào chúng ta dùng mẫu này, chúng ta sử dụng mẫu này khi muốn nói điều đằng sau không được như những gì mà về trước thể hiện, điều đằng sau không được như những gì mà về trước thể hiện. Đấy là cái quan trọng nhất của mẫu câu này nhá. Ví dụ này, Watashi wa ima oba no ie ni sundeiru. Oba to itemo haha no kyodai dewa naku sobo no imoto ni ataru hito da. Tôi hiện tại thì đang sống ở nhà của một người bác đúng không? Dù nói là bác ấy, nhưng không phải là anh em gì với, không phải là anh em gì của mẹ đúng nhỉ? Mà là em gái của bà tôi. Cái này thì cũng hơi 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 khó hiểu đúng không nhỉ? Bởi vì em gái của bà thì nếu như trong Việt Nam mình thì vẫn gọi đấy là bà đúng không? Nhưng đây chả hiểu sao lại vẫn là bác. Đấy, cái này thì thôi, bỏ tạm bỏ qua câu này bởi vì thực sự là CJ cũng chưa hiểu cái văn hóa tại sao lại 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 gọi gì nhỉ? Lại gọi là em của bà là bác như vậy, lại so sánh với lại gì nhỉ? So sánh với lại anh em của mẹ nhá. Không không tương xứng lắm. Chúng ta xem câu số 2 này. Ryori ga dekiru to itemo watashi ga tsukureru no wa kantan na mono dake desu. Dù nói là có thể nấu ăn được ấy. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà tôi chỉ có thể nấu được những món đơn giản thôi. Nghe có thể nấu ăn được thì tưởng rằng to tát có thể làm được sushi rồi thì sashimi, harumaki, nem rán các thứ đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cái đằng sau nó hoàn toàn nó không có tương xứng với điều đằng trước. Đằng sau thì nó chỉ là trứng luộc rồi thì rau luộc, mì úp thôi. Đấy. Không phải là những cái gì giống với những gì chúng ta tưởng tượng ở đằng trước này, thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu này hay câu số 3 này. Ima watashi no shigoto wa kitsui. Demo kitsui to itemo mae no kaisha ni ita toki hodo de wa nai. Hiện tại công việc của tôi rất là vất vả, nhưng mà dù nói là vất vả ấy, cũng không đến mức như lúc ở công ty cũ của tôi. Đấy, thì tóm lại là cái điều đấy nó vẫn chưa phải là gì nhỉ? Cái gì đó đặc biệt to tát so với những cái trước nhá. Thì chúng ta
sẽ sử dụng cái mẫu câu tôi tế mô này, và cái mẫu này được dùng khá là nhiều trong đời sống. Do vậy các bạn lưu ý học kỹ để có thể áp dụng vận dụng được nó. Mẫu số 6, karatoite. Karatoite có nghĩa là cho dù. Chẳng hạn bạn này, bạn đi xem, bạn thấy gì nhỉ? Bạn thấy rất là nhiều cái gì nhỉ? Cái purin, cái bánh pudding đang bán chỉ với giá 10 yên, đúng không? Sugoku yasukatta kara ippai katta no. À gì nhỉ? Vì rất là rẻ cho nên là tớ đã mua nhiều. Yasui karatoite kaisugi wa yokunai yo. Là gì nhỉ? Cho dù là rẻ đi nữa, thế nhưng mà cái việc mà mua quá nhiều thì cũng không tốt đâu, đúng không nhỉ? Hay. Ok, vậy thì cách cấu thành của mỗi câu này này, thể futsuke thể thông thường cộng với karatoite. Cách sử dụng này, nó thể hiện ý ấy, chỉ với lý do đằng trước thì không thể đưa ra được một điều tưởng tượng phán đoán ra từ lý do đó nhá. Chỉ với lý do đằng trước thì không thể đưa ra được một điều được tưởng tượng phán đoán ra từ lý do đó. Đấy. Ví dụ chúng ta thấy đây là chỉ với lý do rẻ đi chăng nữa, đúng nhỉ? Chỉ với lý do rẻ thì không thể nào mà sao đây? Không thể nào mà có thể kết luận được cái việc mua, có không thể nào quyết định được cái việc mua quá nhiều là điều tốt, đúng không? Đây là điều không tốt. Thường đi với những dạng phủ định một phần như là kanarazu shimo to wa kagira nai, hoặc wa kede wa nai, toi wa kede wa nai, toi ie nai ở phía sau. Những cái này là các bạn được học ở trong những cái phần gì nhỉ? Trong những cái phần ngữ pháp ở N3 rồi nhá. Có nghĩa là chưa hẳn, chưa chắc, đúng nhỉ? Chưa chắc đã nói là như vậy, luôn luôn là như vậy. Và chúng ta sẽ có cái dạng ngữ pháp là karate, nó là cách nói thân mật, xuồng xã của karatoite. Ví dụ này, ichi shimekiri mae no shigoto ga isogashi sa to ite. Xin lỗi, cái này không phải. Cái này là câu trong sách là gì nhỉ? Đây, xem lại câu trong sách nha. Cái này là câu của bài hôm trước vẫn chưa sửa này. Câu trong sách này. Denkyu dakara toite. Thông thường thì cái chữ i này người ta không viết dưới dạng hán tự mà viết dưới dạng hira thôi. Depato ni tsutomete iru watashi tachi wa yasumeru wake dewa nai. À, dù là ngày nghỉ dài đi chăng nữa thì thông thường nghĩ đến người ngày nghỉ dài, người ta thường tưởng tượng ra là mọi người được nghỉ. Thế nhưng mà sao nhỉ? Cái điều đằng sau ấy, chỉ từ cái lý do gọi là ngày nghỉ dài mà kết luận là mọi người đều nghỉ thì là không đúng, bởi vì người ta đưa ra cái sự thật đằng sau đấy là không phải, chúng tôi là những người mà làm việc ở các gì nhỉ? Các cửa hàng tạp hóa ấy, không phải là lúc nào cũng được nghỉ như thế nhá. Câu số 2 này. Suki janai kara toite tabemono konna ni takusan nokoshite. Xin lỗi. Tabemono konna ni takusan nokoshite wa ikenai, ikemasen yo. Là cho dù gì nhỉ? Cho dù là có không thích đi chăng nữa, đúng không? Cái này đang, cái phần dịch nó đang bị lỗi này. Cho dù là không có thích đi chăng nữa ấy, thế nhưng cái việc mà gì đây? Cái việc mà để lại, để thừa lại đồ ăn nhiều như thế này là không tốt một chút nào đâu. Thì cái với cái lý do là không thích thì thông thường là được nghĩ là à, để sẽ để lại được nhiều, đúng nhỉ? Sẽ có thể để lại được. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà với lý do đấy thì không hẳn là như vậy. Sự thật đằng sau là không được để lại nhiều. Câu số 3, isogashi kara toite suimin o chanto totoranai. Xin lỗi, chanto toranai to karada o kowashimasu yo. Cho dù bận rộn đi chăng nữa, thông thường nghĩ đến bận rộn thì sẽ nghĩ đến hình dung là cái gì nhỉ? Cái việc mà thức đêm thức hôm các thứ thì là chuyện bình thường. Thế nhưng mà cho dù là bận rộn ấy thì cái nếu mà không ngủ nghỉ cẩn thận sẽ phá hoại sức khỏe. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức karatoite khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh những cái điều đấy nhá. Các bạn về nhà đọc lại phần bài giảng này, xem lại sách giáo trình, các ví dụ tự dịch lại một lần nữa và làm bài tập trong sách.
thì gần như là những cái mẫu câu nào mà nó mang tính chất giống giống nhau là người ta sẽ không gì nhỉ, người ta sẽ không có bài tập bắt các bạn phải phân biệt, kể cả đi thi cũng không có cái đấy. Lưu ý cái điều đấy nhá. Rồi, chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau.